trận chiến trong tòa lâu đài bí ẩn. Ông lão trở thành Kamen Rider đã từ bỏ quyền thi đấu. Kiss cũng tận dụng điều này để đưa Tycoon trở lại để giúp đỡ mọi người. Tycoon cũng đã nhận được chiếc buckle tương thích của mình là Ninja Buckle để cùng tham chiến với mọi người. Ngoài những tên Yamato cũng như câu đố hốc búa để ra khỏi tòa lâu đài, họ còn phải đối mặt với những kẻ thù mới, Yamato Rider, những kẻ có khả năng tái sinh và thay thế lẫn nhau để trỗi dậy liên tục. Chúng gây không ít khó dễ cho nhóm của Kiss cũng như Tycoon. Những sự kiện về đám Yamato Rider này cũng làm cho Game Master Zero Re không ít lo lắng. Ông ta đã cung cấp cho tất cả những người chơi vật phẩm nâng cấp giúp họ tăng cao sức mạnh với hình dạng vàng kim mang tên Fever Buckle. Chiếc buckle này tạo hình như một chiếc máy roll. Nó sẽ có một cần gạt để roll ra một biểu tượng may mắn. Nếu họ đủ may mắn sẽ tạo một combo để có hai chiếc buckle giống với nhau cùng tồn tại trên một rider. Không dễ dàng để tạo nên hình dạng đôi này. Tycoon cũng sử dụng rất nhiều lượt roll để có thể tạo ra hình dạng Fever Ninja. Khi kích hoạt được hình dạng này, cơ thể của anh sẽ được bao phủ với sức mạnh ninja ở cả phần trên và phần dưới. Anh không có quá nhiều thay đổi, chỉ có một chi tiết, bộ phận đai chân của anh chuyển hóa một phần là màu vàng kim và có ngôi sao biểu tượng của Fever Buckle. Trong hình dạng này, anh di chuyển cực nhanh nhưng không thể nào cầm hai vũ khí ở cả tay lẫn chân và cũng không hề có cặp song kiếm Ninja Ruler nào được thể hiện từ Tycoon. Anh chỉ có vận tốc cực nhanh để phối hợp Kamen Rider Nago để chiến đấu. Với tốc độ cực nhanh của mình trên khắp sân đấu, khả năng đặc biệt duy nhất ngoài nâng cao sức mạnh so với form cơ bản đó là anh sẽ sử dụng 4 chiếc phi tiêu thay vì 2 ở hình dạng ninja. 4 chiếc phi tiêu này giúp anh trong quá trình chiến đấu hỗ trợ tấn công cũng như phòng thủ, tăng phạm vi tấn công của hình dạng ninja form từ Kamen Rider Tycoon. Đòn tất sát của anh Golden Fever Victory. Tycoon bao phủ nguồn năng lượng màu xanh lá quanh cơ thể của mình. Nguồn năng lượng xanh lá lan tỏa tới hình Ninja Dueler. Anh dùng hàng ngàn nhát chém để xuyên phá kẻ thù.